ôn thôi, thực ra không, cái này một phần là mình ôn lại nữa, được chưa nào, để mà chúng ta sẽ không biết cái này chúng ta học chưa, để coi hỏi ra xem cái đó. Ví dụ chúng ta nói là who, ai đúng không, ai thì là siapa, ai, what là cái gì, upper cái gì, who what, when khi nào, below thế nào, what, when, where, ở đâu, má, manner, which nào, which là cái nào đó, cái nào là dân, dân manner, cái nào, nào, khi nào, nhờ, who, what, when, where, which, how, how là gì ạ? Như thế nào? Mà chăm mana, hoặc là ba gái, hoặc là ba gái má, ba gái má lên, như thế nào, ra làm sao, thế nào, this, this là đây, CD đây, that, that là kia, sana kia, hoặc là đó, đúng không, đích đắc y nhi y tu, y nhi mới đúng, y nhi và y tu, cái này cái kia, hoặc là cái đó, được chưa các bạn, rồi Kenapa nữa ta, cơn kenapa. áp, tại sao, why, đúng rồi, cho mình đưa cái why này lên nhé, cho nó đồng đồng bộ, đưa lên trên này đi, who, what, when, where, why, why là cơn á, cơn áp tại sao, which, how, this, that, bởi vì, because, bởi vì là cơn á, cơn áp hoặc là sorry, cơ nà rơ hoặc là sơ bắp, cơ nà pơ là tại sao mà, đúng không? Bởi vì rồi chúng ta có đia, ít đia thì bằng với là gì, nó, ông ấy, anh ấy, cô ấy, vân vân ha, đó được chưa, họ đây, họ mơ ca, họ thế nào đó, những cái cụm từ này chúng ta hay dùng này, rồi no đi đạt hoặc là tạ, không, yeah, yes, là yeah, có và vâng, good, này ba good, tốt, thế nào, được chưa, những cụm từ này chúng ta hay dùng đến, sealer, please, sealer, vui lòng, hoặc là làm việc, help, tô lo, hoặc là mơ ban tu giúp đỡ, được chưa nào? Có thể can vô tên, có thể đúng không ạ, don't, đừng chớ, gian ngăn, gian ngăn bố lết, gian ngăn đúng không ạ, no, tao, tao hú đó, hoặc là tao biết, understand, understand, mà hiểu, paham, hàm. hiểu.
đó, những cụm từ này, biết này, hiểu này, có thể này, đừng chớ này, giúp đỡ làm phiền vui lòng cũng tốt, có không họ, rồi anh ấy ông ấy nó, bởi vì tại sao cái này cái kia ở Cần cái này, cái hả, cần, cần. cầm nít Peru. Ừ. Họ đi Peru can là cần thiết. Sử dụng use Una Una chúng ta cũng hay dùng ha. Đó. Là từ muốn này. Là mau one one a thu hoặc là mau hoặc là nặng và im ghi. Cái này có từ mấy từ rồi thì có nghĩa là muốn không muốn muốn đó đó, những cụm từ này là những từ mà chúng ta để đặt câu á. Vân vân ha các bạn, còn nhiều hơn nữa nhưng mà chúng ta có thể là trong quá trình chúng ta học và chúng ta liệt kê ra trong sách mình nhiều lắm, những từ này tất cả đều có trong sách, sách mình đều có. Có lớp thì liệt kê ra được nhiều, có lớp liệt kê ra một số đó. Rồi à, phương hướng chúng ta ôn lại một xíu về phương hướng nhé. À, chúng ta ôn lại một xíu về phương hướng. Lớp mình có nói về phương hướng chứ Chưa thầy. nhỉ? Okay. Nó sẽ ôn về phương hướng nhé. Ok, cái này ở trên. Trên là gì các bạn? Trên là hả? À, task. Dưới là gì ạ? Dưới là ba. Dưới là bao qua, các bạn nhớ nhé. Trái là gì? Trái là gì? Dạ kiri Kiri. Phải là gì ạ? tân an thành Canan. Phải là Canan. Trong là gì? gì thầy trong hả Trong. trong năm Trong Đà Lạt đúng không? Ngoài ạ. lụa Lùa. Ngoài lùa. Trước là gì? ra thầy Phía trước. nghe không rõ luôn Có nghe rõ không? Phía trước, phía trước. Sorry. đập đập bàn hả thầy đập bàn Đã. thì trước là đập bàn thầy bạn thầy Đúng rồi, Hadapan hoặc là Depan. Đây, đó, đằng trước. Còn đằng sau. sau quên mà Rồi, ok nha, đây, ta gọi này, trước này. Trước. Hada, Hadapan hoặc là Depan. Sau là gì ạ? Sau là Bơ La Căng. đây Sau là Bơ La Căng. Trước sau. Trên dưới trái phải trong ngoài trước sau. Còn gì nữa các bạn? Bên cạnh. Thế nào? Bên cạnh nữa. Bên cạnh. Bơ La. Cái này sẽ cho một kiểu sao. Thấy nào? Ok không? Còn gì nữa? Trên này, dưới này. Đúng không? Trái phải này, trong ngoài này, trước sau là tám hướng rồi đúng không? Và bên cạnh đây là chín. Đó, rồi đây chính là cái phần gì? Đây chính là cái phần mà các bạn cần chú ý. Đây là về phương hướng. Đây là phương hướng.
Rồi. Ok. Đó. Còn cái này là gì? Cụm từ thường hay dùng. Cụm từ thường. Đồ. Hay dùng. Rồi, ok. Thì thầy sẽ gửi cái tấm này vào trong lớp cho các bạn. Để các bạn. Thầy mình nói chuyện á, cho anh hỏi thầy mình nói chuyện, ví dụ mình nói là trước khi ăn cơm mình nói là sơ bơ phải không thầy, trước khi ăn cơm Đúng rồi, chính xác. Ta có này, serverless và serverless. sơ Serverless bơ và makan. Cái này trong chủ đề số 15 mình học rồi đó nha. pa À, trước trước bữa ăn. Bữa ăn. Hoặc là trước khi ăn á, serverless dạ makan. Sau bữa ăn. Uống giống thuốc. như Nhớ không? Mình học về uống thuốc. giống giống như mình dùng là trước khi đi là sebelum pergi đúng không Từ sau lưng có nghĩa là trước, sau lớp là sau. Cái này là chỉ về thời gian, trước cái việc gì đó, sau cái việc gì đó, thầy? đúng không ạ? Trước cái gì đó và sau cái gì đó, chứ không phải là phương hướng ấy. Nó không phải là phía đằng trước và phía đằng sau. À, nếu mà mình chỉ về phía đằng trước phía đằng sau á, à, thì nó lại là cái này là chỉ về thời gian đấy. Trước đó trước đây thì mình sẽ rồi, ok.